chào các bạn chào mừng các bạn đến với lại kênh chuyện ma vũ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi gửi về à, thì nếu mà các bạn có những câu chuyện ma hay đó muốn gửi về cho mình thì các bạn hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ gmail.com còn nếu không nếu mà cách dễ nhất mà cách mà thường xuyên các bạn hay làm nhất á là các bạn hãy gửi về cái zalo của mình thì số zalo của mình là 0938773799 nếu mà các bạn không thể nào mà nhắn tin được đó thì các bạn có thể là uh, ghi âm vào uh, vào trong Zalo đó các bạn có thể ghi âm và gửi về cho mình để mình sẽ nghe lại và mình sẽ tiếp tục mình kể lại cho tất cả các bạn khác cùng nghe mọi người ha <laughs> à, thì ngày hôm qua đó mình đã kể cái tập truyện 42 tập truyện 42 của chị Kim Huỳnh đã gửi về Zalo thì hôm nay đó tập 43 này đó là mình sẽ tiếp tục kể về một cái câu chuyện nữa cũng xảy ra trong đoàn hát cải Lương của chị luôn thì uh, hôm mình bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vào câu chuyện luôn mọi người thì sau khi mà cái tập 42 đó là uh, chị đang hoạt động ở cái đoàn cải lương Thăng Bình đó và sau khi mà uh, ở một cái bến uh, sau khi mà diễn ở cái bến đó xong thì uh, kiểu như là cũng một thời gian sau vài tháng sau đó là đoàn cải lương của chị lúc này đó là cũng là năm 1984 luôn và chị vẫn đang còn sinh hoạt ở trong cái đoàn cải lương Thăng Bình này luôn. Thì đoàn của chị đó là được rút về quỹ quỹ ban huyện, bị quỹ ban huyện Thăng Bình ở Quảng Nam luôn á để mà ở đó để mà tập kết để mà kiểu như là À, tập tuần xong để mà chuẩn bị đi, đi đi lưu diễn tiếp ở những cái uh, uh, quận khác ở những cái tỉnh khác thì khi mà tới đây đó là chị mới kể chị mới nói là ở cái quỹ ban huyện Thăng Bình này đó là một cái căn nhà nó cũng rất là lớn và nó có ba tầng lầu tầng cái tầng trệt đó là để uh, kiểu như là để tiếp dân và để làm những công việc hành chánh tầng 2 đó là có vài căn phòng và trong trong số những căn phòng đó là có một cái căn phòng của bà chủ tịch huyện luôn tên là bà bà Thanh Hương còn cái tầng thứ ba đó là cái tầng để cho tất cả những mọi người nhà nước cơ quan nhà nước tới đó mà để mà sinh hoạt đó là sẽ ở lại kiểu như là tới đó làm việc đó mà ở ở lại là lâu dài đó thì đoàn của chị đó là được quỹ ban quyện này là cấp cho ở hết cả một cái tầng trên 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 cùng luôn cái tầng thứ ba đó luôn thì cái, cái 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 tầng này đó là nó tổng tổng cộng là có 4 phòng và đánh số là từ phòng 1 cái tới phòng 4 thì đoàn của chị vào đây ở đó là sẽ chia làm hai là à, hai phòng dành cho nam và hai phòng dành cho nữ ngay cả là có là vợ chồng luôn cũng không được ngủ chung luôn bắt buộc là phải chia làm hai như vậy thì à, chị có nói là ở trong đoàn của chị đó là có một cái ông ông này à, người ta gọi ông là kép độc thì à, chị đó là cái đoàn cái lương ngày xưa đó những ông nào mà đóng vai kiểu như là dây ác nè hay là kiểu như là vai mà kiểu như nhìn dữ dằn chút xíu đó thì người ta sẽ gọi là kép độc thì cái ông này ông lại kép độc thì <laughs> giống như là cái tên gọi vậy đó là cái người ổng rất là vạm vỡ, kiểu rất là ổng rất là cao to to lớn mà mặt mày rất là dữ dằn luôn. Chân mày chân mày rậm này mà nhìn rất là dữ dằn và người thì râu ria và lông lá rất là nhiều luôn giống như bình thường á thì uh, có những ông kép độc á thì cái ngoại hình người ta như vậy nhưng mà thật chất là người ta rất là hiền mà có những người người ta còn nhát nữa nhưng mà tại vì sinh ra cái 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 cơ thể và cái, cái của người ta như vậy nên người ta đóng hợp với những cái giai ác thôi nhưng mà còn cái ông này đó là ổng vừa cái ngoại hình ổng vừa vậy nhưng mà cái tính cách của ông cũng rất là gan dạ đó ổng biết là có ma không phải chứ không phải là ổng không tin có ma nhưng mà ổng cũng không bao giờ ổng sợ ma hết và ổng kiểu như là ổng rất là dữ dằn luôn y như là cái cái ngoại hình của ổng vậy rất là xứng với lại cái cái biệt danh là kép độc luôn thì ngay cái hôm mà ngay cái hôm mà đầu tiên đó khi mà tới đây đó mà nhận nhận phòng bắt đầu là hả đem đồ đem đạt vô hết và bắt đầu là cả đoàn mới đi xuống với một cái bãi cái sân nào đó để mà tập kịch tập những lại tập lại những cái vở tuồng à, rồi tối đó tối đó thì cả đoàn mới bắt đầu là kéo về đây để mà nghỉ ngơi kéo về quỹ ban để mà nghỉ ngơi thì sau khi mà lên trên phòng đó thì mới phát hiện ra là ở trên phòng là tất cả một cái một cái tầng đó luôn đó là đã bị mất điện. thì à, lúc này cả đoàn mới nghĩ là ủa sao tự nhiên mất điện ta, rồi mới bắt đầu là kiểu như là à, cử người tính là sẽ cử người xuống để hỏi cái ông bảo vệ. tại ở trong cái ban này là có một ông bảo vệ mà ông ở dưới tầng trệt là ông ngồi ở ngoài kiểu như là ở ngoài cổng lần. thì cả đoàn mới bắt đầu là phân chia nhau để mà kêu người đó để mà đi xuống dưới hỏi ông bảo vệ xem coi là lý do tại sao là là cái tầng này cũng bị cúp điện. mà nếu mà cúp điện vậy rồi đó thì thôi xin ổng là có có cái đèn dầu không? Có mấy cây đèn dầu để cho đèn dầu lên để bắt đầu là cả đoàn bắt đầu là tẩy trang, thay đồ, thay đạt hay nọ đồ soạn đồ với để bắt đầu là ngày mai đi diễn tiếp. Nhưng mà khi mà ngồi đây bàn qua bàn lại đó đẩy qua đẩy lại đó, thì không có ai mà dám đi hết tại vì cả đoàn này đó, chỉ nói là ngoại trừ cái ông chép độc đó, là ổng không có biết sợ ma là gì thôi. Còn tất cả hầu như tất cả những anh chị em trong cái đoàn đó, đó là ai cũng rất là là là, là sợ ma. Thì lúc này là cả đoàn mới đùng đẩy qua, đùng đẩy lại, không có ai dám đi hết Không có ai mà nghĩ nó rất là sợ mà cũng không có ai mà dám kêu ông kép độc đi hết chân á Tại vì ai cũng sợ ông mà Thì khi mà nghe cả đoàn mà đùng qua đẩy lại hoài đó, cái ông kép độc này ông mới bực mình Ông nói thôi để tao đi cho, mệt quá, mà tụi bay thời buổi này không biết sợ cái gì mà sợ, thôi để tao đi cho Khi mà ông nói xong đó là ông mới bắt đầu là ông đi xuống cầu thang và lúc mà ông đi xuống cầu thang để mà ổng ông đi lấy ông ông đi xuống ông hỏi bảo vệ đó thì cả đoàn này lúc này là cũng rất là sợ mà tuy là có tới mấy chục người là nhưng mà rất là sợ bắt đầu là mới quay quần nhau lại ở cái hành lang đó tại vì hai, hai cái phòng ở bên thì hai cái phòng bên này bên này ở giữa thì nó không có hành lang đi tới cầu thang đó thì cả đoàn đó mới xúm lại ngay chỗ cái hành lang này và ngồi ngay chỗ cái cầu thang luôn mọi người nhớ kỹ nha ngồi ngay chỗ cái cầu thang để mà chờ cái ông kép độc này ổng đem cái đèn pin hay là đèn cày hay là đèn dầu gì đó lên thì cái đoàn ngồi đợi 30 phút sau vẫn không thấy ông này lên thì cái đoàn mới bắt đầu là nháo nhào rồi bắt đầu là thấy không biết ông này bị gì trời hay là ông bị ma giấu hay là ông xuống dưới ông ông ngồi nhiều chuyện với ông bảo vệ hay sao đó không biết đó, thì lúc này là đang trong cái quá trình mà bắt đầu là phân chia tiếp để mà kêu người đi xuống dưới coi ông kép độc này làm sao thì đang kiểu như là người này chỉ người kia người kia kêu người nọ vậy đó thì mới nghe cái tiếng rầm 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 ở dưới ở dưới tầng tầng dưới à, thì khoảng mấy giây sau thôi đó, thì thấy cái ông kép độc này ông mới bắt đầu là ông chạy lên bắt đầu ông chạy lên mà cái gương mặt ông rất là giận dữ luôn ông bắt đầu là ông nhìn ông nhìn hết nguyên một ông nói thằng nào thằng nào con nào hồi nãy đi xuống dưới mà đứng ở dưới tầng hai chuẩn bị hù tao phải không thấy tao chuẩn bị lên hù tao phải không tao nói tao là tao tao không có sợ đâu nha chứ đó, đó mà bày đặt hù hù tao vậy nha tao biết được tao muốn thấy mẹ đó ổng đó, nói như vậy thì cái đoàn này mới hỏi ủa anh anh nói gì gì kỳ anh ai đâu mà mà hù gì thì hả, cái cái ông ông mới ông, ông ông mới kể á là hồi nãy khi mà ông đi xuống dưới ổng đi kiếm ông bảo vệ là ông không có thấy nè ổng đi vòng vòng ổng kiếm và bắt đầu là ổng hỏi ông hỏi ra thì cái ông bảo vệ này ông mới nói là hả tại vì cái khu vực của 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 của, của chị mà đang ở cái ủy ban đó, đó là đúng là có điện nhưng mà thường xuyên mất điện lắm tại vì cái đường truyền điện ngày xưa vào năm 1984 mà là nó rất là yếu nhiều khi nó muốn nó muốn tắt là nó tắt nó muốn có là nó có à đó rồi nói chuyện chút xíu sau này ông cũng mượn được một bó đèn cày để mà ông đi lên thì khi mà ông đi lên tới cái tầng 1 ông lúc này khi mà ông đi xuống là ông là cả đoàn mới đưa ông cái đèn pin để mà ông thấy đường đi xuống mà thì lúc này là cái cái tay ổng thì cầm một cái bó đèn cày và cái tay kia là ổng gọi đèn pin đằng trước để mà ổng thấy đường ổng đi thì khi mà tới cái cầu thang khi khi mà tới 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 cái cầu thang mà ổng đi lên tầng 1 thì mọi người biết thường thường ngày xưa đó là cái cầu thang thường là nó không có đi thẳng mà là nó đi một chút cái bắt đầu là nó quẹo à, nó quẹo nó kiểu như là nó đi nó đi hình hình tròn 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 như là mọi người đi đi vòng vòng như nào à, thì khi mà ổng đi tới tầng 1, ổng cầm cái đèn pin ổng rọi khi mà tới cua què bắt buộc là ông phải gọi qua để mà ông nhìn nhìn ngó ngó lên để mà ông vẫn đứng ở đây nhưng mà ông vẫn ngó lên để ông thấy được ông đi tiếp khi mà ông ngó ông cầm ông cầm cái đèn pin nha ông rội lên ông ngó vậy đó là ông thấy rõ ràng có một cái bóng người ông này ông nói ông thấy rõ ràng có một cái bóng người đang đứng đó mà ông vừa cái đèn pin cái cái luồng sáng của cái đèn pin đó vừa rội tới cái bóng đó, đó là cái bóng nó giống như cái kiểu là ừ thấy cái ông này phát hiện ra mình và bắt đầu là bỏ chạy À, nên ổng đâu có nghĩ là ma đâu ổng nói là ổng vừa quét cái đèn pin qua thôi là cái bóng này bắt đầu là sượt đi sượt đi mất tiêu đó bắt đầu là ổng mới dí theo ổng mới dí theo ổng coi là ha, cái ổng nghĩ là cái thằng nào đó ở trong nhóm ở trên đò ở trên tầng ba đi đi xuống để mà hù ổng thì ổng mới bắt đầu là ổng chạy ra mầm ổng dí theo mà ổng dí hoài ổng không thấy ổng dí cho tới khi mà lên tới tầng 3 và gặp cái đoàn đang ngồi trên này luôn thì ông mới chửi ông hỏi như vậy thì cả đoàn mới nói là chắc ông gặp ma rồi nhưng mà ông này ông đâu ông đâu có tin đâu ông 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 đâu có tin đâu ông nói thôi tôi nghĩ là hả trong đoàn này hãy đứa nào đi xuống bắt đầu chờ tôi lâu quá bắt đầu là là lén lén lúc lúc và đi, đi, đi xuống dưới bắt đầu định hù tao nè à, thì cả đoàn cũng bắt đầu là mới đầu á thì cũng nghĩ như vậy cũng nghĩ là chắc ông nào thấy ông này uh, mạnh miệng quá nên là tính là cố tình hù ổng nhưng mà khi khi cả đoàn bắt đầu là suy nghĩ vậy thì mới nhớ lại khi mà ông đi xuống dưới khi mà ổng đi xuống dưới, ổng lấy cái đèn cậy như vậy đó, thì cả đoàn nó ngồi ở đằng trước cái cầu thang luôn rồi. Và nhất là cái chị gửi chuyện đó, là chị cũng ngồi hình như là gần kế bên cầu thang luôn rồi. Đó, tuy là cúp điện, nhưng mà ở ngoài trời trăng, vẫn vẫn có trăng và nó kiểu như là cái ánh sáng nó cũng len lói len lói đủ để mình thấy cái người kế bên mình. đó Thì nếu mà có một người nào đó cố tình mà lén đi xuống dưới cầu thang thì chắc chắn là cả đoàn sẽ thấy. Chứ không thể nào mà không thấy được đó khi mà biết tới đây rồi đó thì không có ai dám cãi với cái ông kép độc rồi hết nhưng mà cả đoàn cũng đã nhìn nhau và người này cũng ngầm hiểu với người kia là chắc chắn cái ông này ông đã thấy ma rồi chứ không phải là người nữa tại vì nếu mà có ai đi xuống là cả đoàn sẽ thấy chứ không phải là là không thấy được thì uh, khi mà đốt đèn cày lên ông mới đầu ông ông bực bội nhưng mà ông cũng chia đèn cày ra và cả đoàn cũng đem đi đốt lên thì thôi uh, cũng hơi sợ sợ đó nhưng mà nghĩ bây giờ thôi cái chuyện quan trọng nhất là bây giờ là vô là bắt đầu là tắm rửa tẩy trang nè đó rồi bắt đầu là ngủ nghỉ để mà ngày mai đi tập dợt và đi diễn tiếp đó thì tạm thời là cái đoàn cũng quên đi cái câu chuyện cái, cái, cái câu chuyện mà ông 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 kép động thấy ma này và bắt đầu là về phòng và bắt đầu là dọn dẹp đồn khi mà chị đi theo cái đoàn hát này đó là ở cái tập trước đó là có má của chị, có mẹ của chị và người em của chị ra thăm chị và hai người này cũng đã về rồi nhưng mà đã đã, đã bắt đầu là đưa thêm một người nữa đi ra để mà đi lo về chuyện phục trang ăn uống của chị ấy. là cái 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 người này vẫn còn trẻ đó, và chị chị gửi chuyện kêu chị đây là bằng chị và gọi cái tên kia là chị Thiêu đó thì chị Thiêu là cái người mà đi theo để mà lo tất cả về vấn đề phục trang hay là ăn uống cho 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 cho, cho riêng một bản thân chị nha thì cái lúc này khi mà có đèn cày rồi thì cái nhóm mới bắt đầu là chia ra, người nào về phòng người nấy, nam ra nam, nữ ra nữ. Thì cũng soạn đồ soạn đạc vậy đó thì mới chia giường ra ngủ, mỗi một phòng như vậy là có 6 người và có 6 cái giường. Đó. Thì chị mới nằm ở một cái giường nằm cái giường kiểu như là sát ở bên gần gần cái cửa thôi. Còn cái người chị Thiêu đó là chị nằm ở cái giường sát ngay cái bên một cái cửa sổ để mà nhìn ra ở ngoài đường, nhìn ra ở ngoài ngoài ở phía ngoài như vậy và chị cũng nói là cái chị thiêu này cũng giống như là cái ông kép độc vậy đó cũng rất là gan dạ luôn á chứ cũng không, không 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 có không không có sợ ma gì đâu nên là hả vậy tất cả những vấn đề mà ma cỏ đó là chị rất là yên tâm khi mà chị nghĩ là ừ, ngủ chung phòng của chị thiêu đó. lỡ có gặp ma cỏ gì đó là mình kêu bả là là có gì là bả bả giúp đỡ mình mình đỡ sợ hơn rồi thì cũng xong hết và bắt đầu là ai về giường nấy và chuẩn bị ngủ để mà sáng mai bắt đầu là đi diễn tiếp mà nhưng mà chị nói lúc này đó là chị không có chị không có ngủ liền được thứ nhất á là cũng kiểu như là lạ giường nè mà cái thứ hai nữa đó là mới cái chuyện ông kép độc vừa xảy ra như vậy nên chị cũng kiểu như là à, sợ thì cũng không phải là quá sợ nhưng mà kiểu như là hơi ớn 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 thôi Ở nên cũng nằm trằn trọc trằn trọc chứ không có ngủ được rồi một chút xíu sau thì chị cũng đang là chị cũng mơ màng kiểu mình mọi người phải hiểu, hiểu cũng hiểu cái cảm giác á mà mình mình chuẩn bị vô giấc nha nếu mà ai nếu mà ai 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 ngủ mà khó ngủ thường thường là sẽ biết cái cảm giác đó là mình khó ngủ rồi nhưng mà một chút xíu sau đó mình chuẩn bị mình vô giấc được á thì lan đang kiểu như là chập chờn chập chờn chập chờn vậy nha thì lúc này là chị mới bầm chị mới nằm chập chờn và chị bắt đầu chị trở người chị quay lưng chị quay cái mặt chị ra cái phía cửa sổ nghĩa là mình vô tình thôi đang mình trang trong giấc của mình vô tình mình mình quay lưng mình mình quay cái mặt mình qua thế thôi thì quay mặt qua chị mới mà mở mắt chị dòm thì chị thấy là có một cái người phụ nữ người phụ nữ này nó phụ nữ cũng không đúng kiểu như là kiểu như là đàn bà cũng đã hơi lớn hơi lớn tuổi rồi không có già quá thôi nhưng mà cũng cũng nghĩa là ngoài 50 đó ngoài 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 bốn đó là mặc một cái bộ đồ lưu trắng mọi người biết đồ, bộ bộ đồ lưu trắng là bộ đồ dành cho bác sĩ và y tá ở trong bệnh viện đó thì chị thấy rõ ràng có một cái người đang đứng ngay cái chỗ cửa sổ đó mà nó đang đứng ở chỗ chỗ cái cửa sổ đang đứng ở đó và tóc á, thì búi cao lên nhìn y như là là bác sĩ hoặc là y tá gì trong bệnh viện vậy đó thì cái người đó đứng ở đó và 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 nhìn chằm chằm vô chị và chị rất là sợ nha chị nhìn chị biết tại vì chị nhìn chị nhìn cái là chị biết không phải là người trong đoàn của mình rồi ở nhìn tại vì người trong đoàn chị nhìn tướng tá là chị biết hết và không có ai có một cái bộ đồ màu trắng gì hết trơn mà cái người này rất là lạ nên chị biết là ma rồi lúc này á chị sợ chị sợ chị tính là chị hét lên chị kêu chị thiêu mà tại vì khi mà gặp ma gì đó là chị chỉ biết là khi mà gặp cái gì đó nguy hiểm là chị thường thường là chị hay kêu tên chị thiêu lắm để mà cái chị đó gan dạ mà mình mình kêu tên cho nó an toàn nhưng mà không tài nào chị có thể là chị mở cái miệng chị ra mà chị chị kêu được hết trơn á và cái người chị nó cứ ngắt luôn đó thì cái lúc này chị mới biết là ừ ma đè là như vậy À, chị mới bây giờ chị kể là chị nói là ngày xưa lần đầu tiên chị bị ma đè là như vậy đó ở lúc đó thì chị mới biết là ừ, ngày xưa giờ ngày xưa giờ ông bà cha mẹ mình nó ma đè ba đè bây giờ mình mới biết chị nói chị nằm chị cứng đơ không nhúc nhích được không có chị nhưng mà chị cựa quậy được nha không có nhúc nhích tay chân nhiều thôi nhưng mà chị nằm chị cứ cựa quậy cựa quậy nè và cái miệng muốn phát ra âm thanh nhưng mà phát không được chị cứ không phát ra được một cái âm thanh nào hết rồi bắt đầu là khi mà gặp rơi vào cái tình huống đó, đó thì chị mới bắt buộc là chị phải nhìn chị phải nhìn xem cái bà đó bà, bà 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 có làm cái gì không hay là bà có làm cái gì nguy hiểm tới mình không đó, lúc đầu thì chị sợ chị không dám nhìn nhưng mà tại vì chị không nhúc nhích được và chị không la được nên bắt buộc chị phải nhìn để mà chị cảnh giác coi bà có làm gì không thì lúc này chị mới phát hiện ra hình như là mình càng nhúc nhích đó là cái bà này bà lại càng tiến gần tới 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 mình đó, nên chị rất là sợ luôn và chỉ tầm khoảng năm sáu giây sau thôi đó, là cái bà này là bà đang đã, đã đã đứng kế bên mình luôn và đứng ngay chỗ cái đầu nằm luôn tại vì cái giường này cách cái giường kia một khoảng tầm khoảng nửa mét đó là đủ chỗ cho một người đứng đó, thì cái bà này bà đứng như cái chỗ đó, đó. bà đứng bên này bà, bà nhìn xuống bà nhìn xuống 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 người của chị và bắt đầu là chị sợ mà mọi người tưởng tượng ha mình đang nằm mình ngước lên vậy nè mà cái bà nó bà đứng ở đây như vậy nè bà đứng kế bên này nè và bắt đầu là chị rất là sợ và chị càng ngày chị càng cự quậy chị nhúc nhích sợ quá mà đó và khi chị càng cự quậy như vậy đó bà này bà bắt đầu là bà khum cái đầu bà xuống luôn bà không cái đầu bà xuống như này bà nhìn vô chị và bà cười bà cười, bà cười ha 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 bà cười cười bà cười rất là lớn như vậy và bà mở cái miệng rất là lớn luôn bà mở cái điện rất là rộng ra và chị nói khi mà khi mà bà mở cái miệng rộng như vậy là chị nghe được cái mùi nó rất là thối nó không phải là nó hôi mà là nó rất là thối nó thối chịu không nổi luôn đó. và bà còn nói là mày sợ chưa mày sợ chưa mày sợ chưa đó, bà nói như vậy ở lúc này là chị hoảng hồn nhưng mà khi lúc này chị rất là sợ rồi thì chị lại la lên được lúc này là chị lại 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 la lên được thì chị mới la là chị thiếu chị thiếu chị thiếu ơi em gặp ma em gặp ma chị Thiêu ơi cứu em cứu em chị thiếu ơi trong cái quá trình cái này không phải là sau khi mà chị la mà là trong cái quá trình chị đang la luôn á thì đột nhiên á cái cửa sổ cái cửa sổ là lúc đầu là đã cài then lại rồi nhưng mà cái lúc này nó đại bật ra nó bật rất là mạnh luôn nó bật tới nỗi mà cái cánh cửa đó nó đập như cái bức tường nó đập một cái gì nè đó, đập canh như vậy thì cả phòng mới là giật mình vậy, đó, cả phòng bị đánh thức do cái tiếng cái tiếng cửa đó chứ không phải là do cái tiếng hét, cái tiếng la của chị nha. thì khi mà cả phòng giật mình dậy vậy rồi đó thì mới nghe cái tiếng nghe nghe cái tiếng tiếng hét của chị. đó lúc này là chị lúc mà bây giờ mình trở lại với cái, cái 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 cái, tình trạng của chị đó là chị đang nằm mà chị đang la luôn mà chị vẫn nghe một cái tiếng rầm của cái cửa sổ đập với bức tường và chị thấy xung quanh mình là cả một đoàn cái là năm sáu người vậy là đã ngồi vậy rồi nhưng mà chị vẫn la vẫn thét và chị không thấy chị không còn thấy cái bà này đâu nữa thì lúc này thấy khi mà thấy chị la hét nhiều quá mấy người này mới bắt đầu là súng lại chị thiêu cũng vậy nên bắt đầu là chạy lại hỏi coi là ừ là là, là, là bị cái gì mà bị cái gì mà la hét như vậy rồi một khi mà cả cả nhóm hỏi vậy đó thì chị này là tại vì mới vừa trải qua một cái quá trình đó, và chị nói cái quá trình đó, nó chỉ là xảy ra trong tầm khoảng 30 giây thôi chứ không có nhiều đâu nhưng mà 30 giây nó nó rất là dài luôn nó rất là dài rất là kinh dị thì cả đoàn hỏi vậy đó là tại vì mình mới chị mới vừa trải qua một cái một cái quá trình nó quá kinh dị vậy nên là chị không không có không có dám kể lại kiểu như là mình bị cứng họng luôn mình không mình không có dám nghĩ tới mình không có dám kể lại chị mới nói là thôi thôi em không có dám kể đâu để để chút xíu đi thôi bây giờ chắc là 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 là, là kiếm đèn cày cho em đốt lên đi rồi ghê lắm em em không có nằm mơ đâu mà em thấy thiệt em thấy thiệt nhưng mà thôi em không có dám kể đâu chút xíu đi để em kể lại đó. thì cả đoàn bắt đầu là người này bắt chia ra đi kiếm đi kiếm người kiếm đèn pin người kiếm đèn cày thì chị mới cầm cái đèn cày và chị bắt đầu là chị Lui cui chị cầm một quẹt lên chị đốt lúc này nó cũng có một cái chi tiết rất là kỳ lạ và cũng rất là kinh dị luôn là khi chị đốt lên á khi khi mà chỉ đốt lên chị cầm một quẹt chỉ đốt nè à, Chị đốt đốt lên là gió nó thổi tắt cái đèn cày à, và, và có một cái một chị có một chị trong phòng nó thấy ừ gió thổi tắt đèn cày vậy chị mới đi lại chị mới đi lại đó và chị bắt đầu là chị đóng cửa sổ lại và chị cài cái then lại là ở trong phòng lúc này là đừng nó đừng nó là gió nó rất là nực luôn không có một miếng gió nào đứng gió mà rất là nực luôn á nhưng mà khi mà chị cầm cái đèn cày mọi người biết á cầm cái đèn cày nè đó, và có một cái quẹt giống vậy nè đó, cầm cái đèn cày bật lên đó, bật việc lên đốt đèn cày đó thì cái 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 lửa đó nó nó vừa nó vừa chớm lên cái là nó cũng tắt đó à, là bắt đầu là chị mới nghĩ là ừ chắc là do mình thở do mình thở kiểu mình mình đang hồi hộp mình sợ quá mình thở à, là gió nó sẽ thổi tắt cái lửa đúng không nên chị mới bắt đầu là chị mới đứng dậy chị lui khui lui khui chị đi lại cái góc tường cái một cái góc tường chị đứng dưới đó và chị lấy cái người chị chị che chắn lại chị che chắn cái đèn cày đó lại để mà chị cầm cái hộp quẹt chị đốt lên cho nó không có cái gió nhưng mà kỳ lạ một cái chỗ đó là khi mà chị bật cái hộp quẹt lửa lên đó, thì gió thì cái lửa nó, nó cái lửa nó vẫn tắt nhưng mà nó tắt theo kiểu sao nó tắt theo kiểu giống như là từ ở trong bức tường có ai ngồi cái trong bức tường ngồi kế bên chị ở trong sát cái tường đó và thổi vào cái bức cái, cái 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 lửa đó vậy đó. đó mọi người mọi người mọi người tưởng tượng là được không? nghĩa là khi mà lửa bật lên như nè đó là cái ở bức tường này đúng không? nhưng mà cái lửa nó lại tắt theo cái kiểu là gió thổi từ trong bức tường thổi ra đó nên nó rất là kỳ lạ luôn và khi mà chị thấy cái hiện tượng vậy rồi là chị biết rồi 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 đó chắc là có ai thổi rồi đó là chị hết hồn là chị giục cái đèn cày luôn là chị bay lên giường chị chị chùm mền lại luôn đó, thì lúc này á, là ở trong đoàn là đã có người kiếm được cái đèn pin rồi mới bắt đầu là bật cái đèn pin lên rồi lúc này á, cả sáu người trong phòng này á, bắt đầu là mới dồn về ba cái giường mà gần gần cái cửa nhất chứ né kiểu như là né cửa sổ ra và mặc dù là rất là nhỏ rất là chật luôn nhưng mà sáu người cũng cũng súng lại để mà ôm nhau để mà nằm ngủ chứ không có dám tách ra nữa. Kiểu như cho đỡ sợ đó. Thì cũng đâu có ai mà ngủ được đâu, cũng nằm chập, chờ, chập chờn thôi và ôm nhau, không có ai nói với ai một cái tiếng nào hết và ai cũng biết là là tất cả mọi người đều đang rất là rất là sợ. Rồi nằm khoảng được 10 phút như vậy đó bắt đầu là mới nghe một cái âm thanh nó lạ, nó ở từ trên một cái cái la phong nó vọng xuống, nghe cái tiếng rầm 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 rầm. Ở nghe cái tiếng gì nè? Ừ. giống như là có rất là nhiều người mà đang chạy qua chạy lại, giống như những cái chuyện chứ mình nói giống như là cái tiếng mèo chuột mà nó dí nhau chạy âm 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 trên đó gì đó. Đó, ừ. rồi á vừa nghe xong rồi đã sợ rồi bắt đầu là cả người cả nhóm mới ôm nhau rồi đó. Thì cái cửa sổ lúc này nha, hồi nãy á khi mà đổi đèn pin á để mà khóa lại á là cái then mọi người biết ngày xưa cái cửa sổ ngày xưa thường thường là nó có một cái cây sắt móc vậy nè, ở đây là một cái then và nó sẽ cài vô cái then đó đó và cài rất là chặt luôn gió là không bao giờ mà có thể mà làm cho cái 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 then nó bung lên được trừ khi nào mà gió nó thổi mạnh nó mà bung bay nguyên cửa sổ luôn á thì may ra đó, hoặc là có người lại dở lên đó, thì may ra nó mở ra được còn cái này á cửa sổ nó không có bung ra cửa sổ nó không có rớt ra nhưng mà không hiểu tại sao nó lại bung ra nó đập nó đập phạch phạch nó đập rất là mạnh vô trong cái bức tường luôn đó và gió ở ngoài đó nó mới luồn vô <laughs> gió ngoài nó bắt đầu nó, nó luồn vô rất là nhiều luôn mà mình quên một cái chi tiết á hồi nãy khi mà chị gặp cái bà đó mà gió thổi luồn vô vậy đó là chị nghe được cái một cái mùi một cái mùi nó sọc thẳng như cái lỗ mũi của chị luôn là cái mùi đó là cái mùi gì cái mùi nó pha trộn giữa kiểu như là cồn á cồn và máu người nó rất là tanh y như là cái mùi ở trong bệnh viện mà mình vào những cái ca mà những cái chỗ mà người ta cấp cứu mà kiểu như tai nạn giao thông đó Đặc thường người ta đổ máu xong bắt đầu là chế cồn chế này nọ rồi oxy gà lên để mà băng bó vết thương đó. thì cái mùi nó y chang cái mùi vậy đó à, thì cái lúc này khi mà nằm trên giường mà cái cửa sổ nó bật ra vậy đó là gió thổi sọc vô vậy đó là bắt đầu là nghe cái mùi cả nhóm nghe cái mùi y chang như, như hồi nãy luôn à, rồi ngay lúc này là cả nhóm mới sợ quá và bật dậy ngồi bắt đầu là xúm lại một cái giường gần cái cửa nhất cái giường cái giường kiểu như cái giường nào mà xa cửa sổ nhất có thể đó là cả nhóm 6 người nha mới bu là một cái giường mà mọi người cái giường đơn cái giường một người thì nó rất là nhỏ mà cả 6 người bắt đầu là nhảy vô đó mà ngồi ôm nhau ở trên cái giường nó rất là kinh dị luôn và chị nói lúc này chị nghĩ là chắc chắn không phải là ma nữa mà cái này là bị quỷ phá luôn rồi nó mới có những cái hiện tượng mà nó kinh dị nó, nó ghê gớm như vậy đó. thì chỉ tầm khoảng một chút sau một chút xíu sau khi mà đang ôm nhau vậy tầm khoảng mấy chục giây khoảng một phút thôi thì bắt đầu là nghe cái tiếng rầm 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 ở ngoài hành lang đó, ban đầu thì cũng hơi bắt đầu là cái nhóm cũng giật mình cũng sợ cái là tưởng ừ là quỷ hay ma phá nữa nhưng mà khi một nghe ngóng một hồi mới biết ở ừ, đây là cái tiếng cái tiếng chân người thiệt đó thì một thì khi mà vừa nghe cái tiếng rầm, rầm 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 chân người đó thôi thì bắt đầu là nghe cái tiếng đập cửa cái tiếng đập cái cửa mà đi vô phòng đập cửa âm 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 và nghe những cái giọng của mấy cái chị ở bên phòng số 2 đó cái phòng mà cái phòng cũng là phòng nữ phòng khác đó thì mấy cái chị này mới kêu rồi ờ à, mấy chị ơi mở cửa cho em mấy chị ơi mở cửa cho em thì khi mà nghe như vậy là biết ừ là biết trong nhóm mình rồi nó nên một chị ở trong phòng này mới đứng lên và mở tháo cái then cửa ra vậy thì khi mà vừa tháo cái then cửa ra thôi đó thì sáu cái người chị bên phòng kia bắt đầu là tung cửa chạy vô nha mà chị nói khi mà sáu cái người này mà chạy vô á là nhìn người nào người nấy giống như là kiểu như, như là mới đi quýnh lộn hay là đi đánh trận đánh giặc gì về đó người thì đầu tóc bù xù á người thì mặt mày lắm la lắm lép quần áo sọc sệt tùm lum tà la hết trơn nhìn giống như là giống như là mới đi quấn lộn ghê gớm lắm vậy đó đó là sáu người này mới đập cửa và nhà nhào vô là ngồi ở trên cái giường luôn ngồi trên cái giường một một cái giường nó nha ngồi trên cái giường nó mà ôm sáu người này và nói là trời ơi bên phòng em có ma bên phòng em có ma quỷ luôn chứ không phải ma nó ghê quá ghê quá thì do là ồn ào quá nên mà lên lên những cái phòng bên 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 cái dãy phòng một bên nam nó hai cái phòng bên nam mới nghe như vậy thì mới bắt đầu là đi qua mới bắt đầu đi qua và bắt đầu là cả nhóm mới ùa qua và tính hỏi là chuyện gì thì chưa ai kịp hỏi hết đó thì cái ông kép độc này nè cái ông kép độc này á ông mới đứng lên ông đi ở giữa đám đông ông mới đứng lên ông hỏi ông đứng ra ông hỏi cái 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 phòng nữ này ông hỏi là trời ơi tối rồi mấy bà còn không ngủ nữa sáng mai đã sáu bảy giờ sáng là bắt đầu là dậy chúng tranh thủ đi ăn sáng rồi đi, đi tập đi diễn tiếp rồi, mà giờ này mà còn còn chưa ngủ nghe nữa mà sao không ngủ ông bắt đầu ông chỉ cái cửa sổ nó trời sao sao mà ngủ mà 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 không chịu đóng cửa rồi lỡ gió nó luồn vô mà bệnh hoạn rồi sao đó và ổng khi mà ổng vừa nói như vậy đó là cái chân ổng vừa đi ổng vừa tiến từ 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 lại ngay chỗ cửa sổ để mà ổng khép cái cửa sổ lại đó khi mà ổng vừa gần tới cái cửa sổ nha ổng bắt đầu là cái 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 cái, cái cửa sổ hay là là nó mở bên ngoài mà không phải nó mở bên trong là ổng mới lòn cái tay ổng ra ổng mới lòn cái tay ông ra để mà ổng kéo cái cửa sổ vô khi mà ổng cả nhóm lúc này cả nhóm đều sợ mà cả nhóm lúc này là đang tụ tập đang tụ tập ở ngay chỗ cái cửa ngay chỗ cái giường gần cái cửa đó mấy chục người đang tụ tập đó là ai tất cả mọi người đều nhìn nhìn về cái phía cái ông cái ông kép độc này hết thì ổng vừa ổng 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 vừa với cái tay ra để mà ổng kéo cửa sổ cái là ổng bắt đầu ổng thét lên ổng kiểu như là ổng bị cái gì đó mà nó ghê gớm ổng là ổng giật mình tới nỗi mà ổng phải thét lên ổng kêu ổng thét ổng giật mình ổng kêu lên vậy đó là bắt đầu là ổng lùi lại hai ba bước là ổng té bắt đầu là ổng té xuống 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 dưới sàn nhà luôn cả nhóm khi mà cái 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 nhóm này nó mà thấy được cái cái cảnh tượng đó là cả nhóm biết rồi là ai cũng sợ hết trơn là ai cũng đứng dậy bung vậy là chạy ra khỏi cửa luôn chạy ra khỏi phòng luôn đứng ở ngoài hành lang luôn và hỏi giọng vô là ôi ông thấy cái gì vậy ông thấy cái gì mà 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 ông 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 hết hồn vậy ông té luôn vậy à, à mình 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 quên nữa là trước khi mà trước khi mà cái 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 cả cả nhóm này hỏi ông thấy cái gì vậy đó là khi mà ông té xuống nha ông vừa ông lui là hai ba bước ông té xuống là ông bật dậy liền ông bật dây liền và bắt đầu là ông chỉ vào người cửa sổ ông 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 la lên ông nói cái gì mày hù tao hả mày hù tao hả mày nhát tao hả mẹ mày mày nhát tao hả đó là ông là ông la lên vậy đó thì lúc này cả nhóm này nghe lúc này cả nhóm nghe ông la như vậy đó bắt đầu là mới sợ bắt đầu là mới nhảy ra khỏi phòng mới hỏi giọng vô mới hỏi giọng vô là ừ ông thấy cái gì vậy thì lúc này cái ông kép độc đó ông mới bắt đầu là ông quay lưng và ông đi từ từ lại cái phía cái cái, cái nhóm này và ông vừa đi á ông vừa đi và ông vừa nói á là hả tao mới vừa thò cái tay tao đóng cửa thôi á là tao thấy có một cái bà đàn bà mặc cái bộ đồ màu trắng tóc búi cao và đứng bay lơ lửng lơ lửng ngoài cửa sổ gì đó và hả nhìn tao cái mặt cái mặt nhìn ghê lắm cái mặt dữ lắm hả, cái mặt ghê dữ dữ lắm và hả nghe 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 răng ra kiểu như là há miệng ra tính hù tao đó thì tao mới hết hồn tao nhìn thì tao mới hết hồn hết hồn tao mới té xuống mẹ nó không biết hả, ma quỷ phương nào mà phải đặt bây giờ hù tao nữa tao tao đâu có sợ đâu nó là ổng vừa đi ổng vừa ổng ông vừa nói vậy <laughs> thì khi mà ra tới chỗ hành lang đó là ông mới bắt đầu là ông hỏi là hồi nãy mấy chị thấy cái gì mà mấy chị la hét um sùm hết trơn vậy Anh à, thấy cái bà đó phải không thì bắt đầu là cái nhóm này bắt đầu là mới kể lại cái cái nhóm bên cái phòng số 2 mà cái phòng mà chạy phòng bên phòng của chị chị gửi chuyện chị kim huỳnh á thì cái nhóm này mới kể trước á là hồi nãy trời ơi, hồi nãy tôi nằm tôi ngủ á đang ngủ gì nè thì hả, có người á thì bị giật tóc đang ngủ giật tóc cái giật mà giật mạnh lắm giật mà cái mà tóc mọi người biết phụ nữ khi mà ngủ thường là ngày xưa là hay kiểu như vuốt tóc rất là đàng hoàng luôn mà giật không biết sao mà tóc bù xù luôn đó rồi có người còn bị tát vô mặt nữa có người thì bị đạp bay xuống giường luôn còn có người đó, thì bị y chang cái chị kể chuyện là đang nằm thì thấy cái bà nó đứng trên cửa sổ lại gần khum cái mặt xuống cười và và, và la hét vô mặt chị vậy đó là thấy y chang như là cái phòng của chị thấy luôn đó thì lúc này khi mà cái ông kép đọc này ông nghe vậy xong á thì ông cũng bắt đầu là ông chỉ đạo rồi thôi ông mới nói là thôi bây giờ mấy chị đi qua bên phòng bên bên nam đi ráng chia nhau ra ngủ tại vì hai cái phòng bên tôi là không có cửa sổ nó không nó kiểu như là phòng kính nó không có cửa sổ với lại hồi nãy giờ vẫn chưa có ai thấy gì hết trơn á thôi chắc là là đi 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 qua đó ngủ đi à, lúc này thì mấy chục người luôn mới dồn vô một căn phòng một trong hai căn phòng của bên, bên nam đó mới dồn như đó bắt đầu là ngồi mỗi người ngồi một góc và chia nhau ra ngồi không có ai dám ngủ hết trơn ai cũng sợ hết trơn á ai cũng chia nhau ra ngồi ôm gói rất là sợ luôn và chị nói á suốt bao nhiêu năm trời rồi chị không bao giờ mà chị quên được cái cảnh tượng đó ai cũng ngồi đó không có ai nói với ai một tiếng nào hết ở có, có, mấy chỗ rồi thì cắm mấy cây đèn cày đèn cày kiểu ánh sáng nó leo lét leo lét vậy đó ai cũng ngồi ôm gói người mấy người phụ nữ thì ngồi ôm nhau không có ai nói với ai tiếng nào hết mặt mày thì xanh lè xanh lét lắm la lắm lét và ngồi đó đợi trời sáng chỉ nói là cái cảnh tượng đó suốt đợi suốt mấy tiếng đồng hồ để mà trời sáng ai trong lòng cũng hoảng sợ vậy á Và chỉ nói là chị không bao giờ mà chị quên được cái cảm giác đó thì sáng hôm sau sáng hôm sau bắt đầu là cả nhóm bắt đầu là khi mà nghe tiếng gà gái và bắt đầu là biết là mặt trời ở lên rồi đó thì cái cảm giác sợ là tự nhiên là nó biến mất đó, thì đương nhiên là mình là con người khi mà buổi tối mình sợ ma vậy đó thì mình tới sáng là tự động là mình sẽ biến mất rồi. và ánh sáng mình thấy ánh sáng nó lọt vô trong căn phòng đó là mình không còn sợ nữa rồi cái nhóm từ từ cũng quên đi cũng 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 ai cũng không nhớ nữa bắt đầu là chia nhau ra để mà đi người này ăn sáng chỗ này người kia ăn sáng chỗ kia và hẹn nhau là đúng giờ đó là sẽ tụ tập về quỹ ban phường này để mà chuẩn bị để mà di chuyển qua chỗ khác ngủ chứ không còn dám ngủ này nữa thì chị là người đại diện chị là người đại diện đoàn đứng ra để mà nói chuyện với một với lại bà thanh hương mà chủ tịch quyện đó là nói là là do là cũng kiểu, kiểu như là không có dám nói thẳng đâu mà chỉ nói là ừ do cái này cái kia nên là bây giờ nó bắt buộc đoàn phải đi chỗ khác ở À, thì bà thanh hương này bà cũng đồng ý thôi và và mình nghĩ là cái bà thanh hương này bà cũng biết được là cả đoàn tối qua thấy cái gì đó rồi đó nên bà cũng rất là bình thường và cũng bà cũng đồng ý luôn chứ không không có hỏi nhiều thì sau khi mà đồng ý xong thì cả đoàn á <laughs> cả đoàn cái lúc này là cả đoàn mới đi ăn uống về hết rồi bắt đầu là tụ tập về ủy ban rồi thì ở trong nhóm ở trong đoàn đó bắt đầu là có người kể lại là hồi nãy khi mà ngồi ăn sáng đó thì cũng hỏi những cái người lớn tuổi ở đó thì người ta cũng nói là cái ủy ban đó, đó ngày xưa đó là một cái kiểu như là một cái quân y, một cái một cái kiểu như là một cái bệnh viện, một cái một cái bệnh viện nhỏ vậy đó, thì uh, là trong thời chiến tranh mà có rất là nhiều bơm đạn xảy ra vậy thì đương nhiên là chiến sĩ bộ đội nọ đồ bị thương rất là nhiều và cũng có rất là nhiều người mất ở trong đó, và có những người bác sĩ, những người y tá nọ đồ trong quá trình đó khi kiểu như là uh, thời chiến tranh mà đâu biết đâu vì khi đang ở trong đó bị đánh bơm cũng chết trong đó luôn. Đó, nên ở trong đó có rất là nhiều cái 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 quan hồn và những cái vung hồn ở trong cái cái buổi bay như vậy thì cả đoàn này mới nghe khi mà nghe xong đó thì mới biết là, ừ, là lý do tại sao mà tối qua mình bị hù và mình thấy cái người cái người cái người đàn bà mà mặc đồ mặc đồ bác sĩ như vậy đó rồi xong rồi cả đoàn mới bắt đầu chia ra lúc này đâu, cũng đâu có chỗ đâu mà ngủ chung nữa <laughs> thì mới chia nhau ra đi bộ vòng 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 khu vực đó, đó đi bộ mấy cái số vòng vòng khu vực đó, đó. À, bắt đầu là chia nhỏ 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 ra tớp mấy người mấy người xin nhà dân để mà vô ngủ chứ cũng uh, uh, chứ cũng không có 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 một cái địa điểm nào để mà tụ tập để ngủ chung nữa đó thì cái câu chuyện này cũng cũng tới đây cũng hết rồi và chị cũng có nói có nói là cái ủy ban nó hiện giờ hình như là vẫn còn nhưng mà đất nước ngày càng phát triển đó, nên là dân chúng người về ở cũng rất là đông luôn nên là cũng bớt điều hưu rồi đó, nhưng mà ủy ban nó bây giờ vẫn còn vẫn còn ở đó luôn chứ không có di chuyển chỗ khác đó. Rồi ngày hôm nay là mình sẽ kể cái câu chuyện này của chị Kim Huỳnh mọi người thấy cái câu chuyện này nó có kinh dị không? Cái câu chuyện này theo như mình theo như mình nhớ là đây là cái câu chuyện mà suốt từ đầu chuyện cho tới cuối chuyện luôn là cái chi tiết kinh dị nó rất là nhiều. Đó. Và mình tâm sự với mọi người đó, khi mà cái chị Kim Huỳnh này đó, chị gửi về đó, cái chuyện ở tập 42 là chị gửi về theo cái hình thức là tin nhắn nên mình chỉ mình chỉ đọc và mình nhớ lại và mình kể lại cho mọi người nghe thôi. Nhưng mà còn cái tập 43 này đó là chị gửi theo hình thức là ghi âm. Thì khi mà mình vừa nghe, mình vừa mình vừa đeo tai nghe, mình nghe ghi âm mà bắt đầu là mình ngồi mình đánh máy, mình soạn chuyện lại đó để mình nhớ mình kể lại cho mọi người nghe đó. Thì mình nghe chị kể xong là mình trời ơi, mình nói mình sợ mình mình nổi da gà luôn cái lúc đó là cũng phải bảy hình như là mình soạn chuyện gì này là mấy ngày trước á là bảy tám giờ tối đó mình vừa nghe mình vừa soạn mà mình sợ quá mình sợ mình không dám soạn luôn mình tắt máy và mình đi xuống xuống dưới nhà mình chơi với nhà mình mình đợi là tới sáng hôm sau trời sáng mình mới dám soạn tại vì nó có quá nhiều cái chi tiết kinh dị và nó rất là ghê và cái khung cảnh cái lúc đó cái khung cảnh mà miền quê miền trung trời tối và không có đèn này nọ đồ là mình vừa nghe mình vừa tưởng tượng tới mình thấy là cái khung cảnh nó rất kinh dị và những cái yếu tố kinh dị trong chuyện nó làm mình mình nổi hết da gà mình dựng tóc gái mình rất là sợ nên mình mình không có dám soạn vào vào buổi tối nữa và phải tới sáng hôm sau thì mình mới soạn lại thì mọi người nghe chuyện này đó mọi người nếu mà mọi người thấy là nó có ở nhiều yếu tố kinh dị hay là mọi người tin hay không tin đó thì mọi người hãy bình luận ở dưới video nha để chúng ta cũng kiểu kiểu là chúng ta cùng bàn luận về cái câu chuyện này và nếu mọi người thấy hay đó, thì mọi người hãy chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả bạn bè mình cùng nghe để mà khi mà họ biết được cái kênh của mình đó họ có những câu chuyện ma hay đó họ sẽ tiếp tục gửi về cho mình thì mình mới có đủ cái số lượng chuyện để mà mình kể cho mọi người nghe hàng ngày luôn lúc trước thì mình kể hai ngày một tập thì chuyện ít ít cũng được cũng không sao nhưng mà bây giờ bắt đầu từ hai ba ngày nay trở đi là mình đã kể hàng ngày luôn rồi nên mình bắt buộc là phải có cái số lượng chuyện nó phải nhiều để mình có đủ cái số lượng chuyện để mình kể cho mọi người nghe hàng ngày luôn nên mọi người giúp đỡ mình là nếu thấy hay thì hãy bấm đăng ký nè bật chuông kênh của mình nè cũng như là giúp mình là chia sẻ rộng rãi ra cái video này cho tất cả bạn bạn bè của mình cùng nghe luôn ở lúc đó thì mình mới có đủ số lượng chuyện để mình kể cho mọi người nghe ha rồi câu chuyện tới của cái ngày hôm nay tới đây là kết thúc rồi à, mình xin chào mọi người hẹn mọi người ở tập 44 nha rồi dũng mộc xin chào mọi người